Còn có một đoạn kinh Mông Sư giải thích ý nghĩa trong Tăng Chi Bộ Kinh phẩm ngữ rất ít. Người đàn bà này các tỳ kheo thao thức đến đàn ông ban đêm ngủ ít thức nhiều. Người đàn ông này các tỳ kheo thao thức đến đàn bà ban đêm ngủ ít thức nhiều. Người ăn trộm này các tỳ kheo thao thức đến đồ ăn trộm, thao thức đến đồ ăn trộm ban đêm ngủ ít thức nhiều. Vị vua này các tỳ kheo lo lắng các công việc của vua ban đêm ngủ ít thức nhiều. Vị tỳ kheo này các tỳ kheo thao thức đến ly hệ phược ban đêm ngủ ít thức nhiều. Một từ ly hệ phược có nghĩa là gì? Thì muốn có mấy cái note thì mình sẽ trả lời câu hỏi, sẽ có note lại mà hồi nãy sẽ quên nhìn. Thôi trả lời cái câu này đi rồi xong mình sẽ... lỡ rồi thôi. Cái ly hệ phược á, cái từ Pali của nó đó là Visangyogathippajo. Nó là từ cái từ là Visangyoga cộng với Athippada, có nghĩa là sao? Visangyoga nghĩa đen của nó nghĩa là sự cắt đứt, nghĩa là sự cắt đứt, sự chấm dứt nha, sự chấm dứt. Mà chấm dứt cái gì? Ở đây chú giải nói đó, ở đây có nghĩa là cái niết bàn đấy. Tại vì sao? Niết bàn là sự chấm dứt toàn bộ các hành nha. Niết bàn là sự chấm dứt toàn bộ, niết bàn là sự cắt đứt toàn bộ. Cho nên ở đây đó, ở đây là nói về cái niết bàn đấy. Còn Atthippada thì nó có nghĩa là cái chủ ý mà ở trong chú giải thì nó là Visangyoga Thippa Yo Tý Ít Đà Ni Nip Pa Năng Pa Punissa Mi Ít Đà Ni Pa Punissa Mi Tý E Quang Nip Pa Nách Cha Sa Vô. Thì như vậy đó, cái từ Quý sang yoga thippa vô có nghĩa là đạt đến niết bàn nha. Cho nên cái từ ly hệ phược quý vị thì không có hiểu là như vậy. Mà cái nghĩa theo chú giải nó có nghĩa là đạt đến niết bàn đấy.